Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sau Avdiivka, Nga sẽ nhắm vào đâu? Ông Biden gửi gắm thông điệp quan trọng đến ông Zelensky. Ông Putin tiết lộ bí mật về vấn đề sống còn của Nga. Thủ tướng Netanyahu có nguy cơ mất chức sau khi chiến tranh Gaza kết thúc. Người Israel giận dữ tột độ, dinh tổng thống đối mặt điều kinh hoàng. Rộ tin các nhóm vũ trang Iraq tạm dừng tấn công lính Mỹ sau hành động của tướng Iran. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý liên quan đến trung tâm chiến sự Nga-Ukraine. Sự thất thủ của Avdiivka là dấu hiệu mới nhất cho thấy lực lượng Nga đã nắm chắc thế chủ động trên chiến trường, sau khi chiến dịch phản công của Ukraine không đạt được hầu hết mục tiêu. Đầu năm nay, lực lượng Nga đã kiểm soát Mariinka, một thị trấn nhỏ phía tây nam Avdiivka, khi triển khai một loạt cuộc tấn công cục bộ từ mùa thu năm ngoái ở miền đông của Ukraine. Giao tranh ác liệt cũng diễn ra gần Kupiansk, thành phố nhỏ cách biên giới Nga khoảng 25 dặm mà Kiev đã giành lại từ năm ngoái. Lực lượng Nga cũng đã chiếm lại những vùng đất nhỏ ở phía nam mà quân đội Ukraine phải vất vả mới giành được vào giai đoạn đỉnh điểm của chiến dịch phản công mùa hè, ở khu vực xung quanh làng Robotin. Theo ông Dmytro Likhovy, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, Nga hiện có nhiều quân ở khu vực xung quanh ngôi làng này hơn xung quanh Avdiivka. Điều này cho thấy Robotin đang là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Theo hãng truyền thông Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17 tháng 2 cho biết ông đã đảm bảo với ông Zelensky rằng Quốc hội Mỹ sẽ sớm phê duyệt viện trợ quân sự sau khi thành trì Avdiivka thất thủ. Ông Biden cảnh báo nếu Washington không sớm duy trì hỗ trợ Kiev, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục thất thế. Tổng thống Mỹ cho rằng sẽ là vô lý và phi đạo đức nếu các nghị sĩ Mỹ không phê duyệt gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Ông Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine vài giờ sau khi Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Avdiivka. Quân đội Ukraine trước đó tuyên bố rút quân khỏi thị trấn này. Ông Zelensky gọi đây là quyết định để giữ tính mạng của nhiều binh sĩ Ukraine. Nhà Trắng cho rằng việc binh sĩ Ukraine rút lui khỏi thị trấn Avdiivka là hệ quả từ việc Quốc hội Mỹ đã chần chừ phê duyệt gói viện trợ trong bối cảnh binh sĩ Ukraine ở Avdiivka thiếu đạn dược. Và điều đó phần nào gián tiếp giúp Nga đã giành được bước tiến đáng chú ý đầu tiên sau nhiều tháng. Trong cuộc trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin của Đài truyền hình quốc gia Nga ngày 18 tháng 2, Tổng thống Putin cho hay mục tiêu chính của ông trong việc đi sâu vào lịch sử đất nước tại cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này với nhà báo Mỹ Tucker Carlson là để khán giả phương Tây có cơ hội hiểu được suy nghĩ của Moscow về vấn đề Ukraine. Ông Putin thừa nhận việc hiểu hết những điều phức tạp trong lịch sử hơn 1.000 năm của Nga là không dễ dàng đối với khán giả phương Tây, đặc biệt là với người Mỹ, khi đất nước của họ chỉ mới tồn tại được 300 năm. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ đồng hồ với nhà báo Carlson, ông Putin nói rất dài về việc các nhà nước Nga và Ukraine đã hình thành như thế nào. Theo ông, mặc dù lãnh thổ Ukraine hiện đại chịu ảnh hưởng nặng nề của Ba Lan, nhưng nhiều người trong khu vực vẫn muốn sáp nhập vào Nga vì có mối quan hệ văn hóa và tôn giáo chặt chẽ. Đài Reuters ngày 18 tháng 2 đưa tin, ông Zelensky đã đưa ra đề nghị dẫn ông Trump đi tham quan tiền tuyến nếu cựu Tổng thống Mỹ tới Ukraine. Tổng thống Ukraine cho rằng nếu đối thoại về cách chấm dứt xung đột, cần phải chứng minh cho những người ra quyết định thấy cuộc xung đột thực tế là như thế nào, chứ không phải qua mạng xã hội. Ông Trump hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đối đầu với ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ là Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Cựu Tổng thống Mỹ không ít lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Trong vài tháng qua, ông Zelensky đã hai lần phản hồi tuyên bố của ông Trump cho rằng cựu Tổng thống Mỹ nên tới thăm Ukraine để chứng kiến quy mô của cuộc xung đột. Thủ tướng tạm quyền của Hà Lan Mark Rutte hôm 17 tháng 2 tuyên bố việc kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn là không khả thi. Đây là câu trả lời của nhà lãnh đạo này khi được hỏi liệu các thủ tướng của các nước châu Âu có ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh ở Washington của Mỹ vào tháng 7 hay không. Không dừng lại ở đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng có quan điểm tương tự. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich ngày 17 tháng 2, ông Tajani tái khẳng định NATO đang nỗ lực để Ukraine gia nhập Liên minh, nhưng cần hành động thận trọng thay vì đưa ra những quyết định hấp tấp
nhằm mở đường cho việc đạt được mục tiêu này. Ông Tajani tin việc NATO kết nạp Ukraine giữa lúc xung đột với Nga là điều nguy hiểm cho tất cả mọi người và có thể dẫn tới bùng nổ thế chiến thứ ba. Hiện phía Kiev chưa có phản hồi về hai quan điểm này. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khiến cho Ukraine thêm đau đầu sau loạt thất bại lớn thời gian gần đây. Tiếp theo chương trình là một số thông tin cập nhật diễn biến đáng quan tâm tại chảo lửa Trung Đông. Mới đây, hãng truyền thông Israel Ynet dẫn đánh giá từ một thành viên cấp cao giấu tên trong đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Thủ tướng đương nhiệm sẽ không thể giữ quyền lực một khi quân đội nước này kết thúc chiến dịch chống Hamas ở Gaza. Về phần mình, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, nhà lãnh đạo Israel ngày 17 tháng 2 nhấn mạnh, bây giờ không phải là lúc dành cho chính trị, ám chỉ phải vài năm nữa cuộc bỏ phiếu tiếp theo mới nên diễn ra. Kết quả nhiều cuộc thăm dò dư luận đã chứng minh tỷ lệ tín nhiệm đối với Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud của ông đã giảm sút kể từ khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tháng 12 năm 2023, dẫn kết quả khảo sát, Viện Dân chủ Israel tuyên bố hơn 2/3 người Israel muốn cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ngay sau khi xung đột ở Gaza kết thúc. Một cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 2 cũng cho kết quả của đảng đối lập sẽ giành được tới 75 trong tổng số 120 ghế của Quốc hội Israel nếu bầu cử được tổ chức ngay bây giờ. Thủ tướng Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm, nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu, tức là vào tháng 10 năm 2026. Sau một thời gian đồng lòng chống Hamas, hàng nghìn người Israel bất ngờ trút sự giận dữ đỉnh điểm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, phá vỡ lá chắn sống do cảnh sát thiết lập. Cụ thể, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ Israel đã tràn ra trục đường chính ở thành phố Tel Aviv trong đêm 17 tháng 2 để thể hiện sự giận dữ đỉnh điểm đối với Thủ tướng đương nhiệm. Trong khi đó, tờ Haaretz của Israel cho biết, không chỉ ở Tel Aviv, các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng tới Jerusalem, Haifa, Be'er Sheva và Caesarea. Dòng người biểu tình giận dữ kêu gọi chính phủ Israel tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu ông Netanyahu từ chức. Các cuộc biểu tình chống chính phủ Israel nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp là chuyện thường xảy ra ở Israel trước khi xung đột Gaza bùng nổ. Tuy nhiên, theo các quan chức ở Tel Aviv, ngay khi cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khiến 1.200 người thiệt mạng, toàn bộ Israel đã chìm trong cú sốc lớn. Các cuộc biểu tình đã tạm dừng lại. Tờ Haaretz cho biết, hàng nghìn người biểu tình tại phố Kaplan, trung tâm thủ đô Tel Aviv đã phá vỡ lá chắn sống do cảnh sát thiết lập. Một cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa đám đông phẫn nộ và cảnh sát chống bạo động sau khi lực lượng này bắt giữ một người tham gia biểu tình. Kết quả, phía cảnh sát Tel Aviv đã buộc phải trả tự do cho người này vài phút sau đó. Nhiều nguồn tin Iran và Iraq cho biết, sau chuyến thăm Baghdad của chỉ huy lực lượng Quds của Iran, các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq đã tạm dừng tấn công binh sĩ Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran muốn ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn. Theo hãng tin Reuters, ông Ismail Khani đã có cuộc gặp nhanh với đại diện của một số nhóm vũ trang tại sân bay Baghdad vào ngày 29 tháng 1 vừa qua. Chưa đầy 48 giờ sau khi Mỹ cáo buộc các nhóm này sát hại 3 binh sĩ Mỹ tại tháp 22 ở Jordani. Ông Khani đã nói với nhóm vũ trang rằng việc làm cho người Mỹ đổ máu có thể gây nguy cơ Mỹ đáp trả nặng nề. Ông nói rằng các nhóm nên giảm hoạt động để tránh các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các chỉ huy cấp cao, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc thậm chí là trả đũa trực tiếp Iran. Mặc dù ban đầu có một nhóm không đồng ý với yêu cầu của tướng Khani, nhưng hầu hết những nhóm khác đều đồng ý. Ngày hôm sau, nhóm Qatai Hezbollah tuyên bố họ sẽ tạm dừng các cuộc tấn công. Từ ngày 4 tháng 2, không có cuộc tấn công nào vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Trong khi hai tuần trước chuyến thăm của ông Khani đã có hơn 20 vụ tấn công. Chuyến thăm của ông Khani đã được truyền thông của Iraq nhắc đến nhưng chi tiết về thông điệp cũng như tác động vẫn chưa được đưa tin trước đây. Thành công rõ ràng của chuyến thăm Iraq nói trên nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Iran đối với các nhóm vũ trang Iraq. Đây là những nhóm có chung mục tiêu đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi Iraq. Tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, lực lượng Houthi tại Yemen thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu chở dầu Pollack mà lực lượng này cho là tàu của Anh ở Biển Đỏ. Người phát ngôn của Houthi Yahya Serra nêu rõ, lực lượng này đã bắn nhiều tên lửa nhắm trực tiếp và chính xác vào tàu chở dầu Pollack. Người phát ngôn cũng tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu thương mại liên quan đến Israel và các tàu đến Israel qua Biển Đỏ và Vịnh Aden. Thậm chí sẽ không do dự mở rộng các cuộc tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine. Vụ tấn công xảy ra ngày 16 tháng 2 khi tàu Pollack treo cờ Panama
chở dầu thô đang trong hành trình đến Ấn Độ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh xác nhận quân đội đã tham gia ứng phó, cả tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay tên lửa bắn từ Yemen chỉ trúng mạn tàu và tàu Pollack có thể sẽ tiếp tục hành trình. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh quyết định của Mỹ về việc đưa Houthi vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu có hiệu lực cùng ngày. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 2 theo một nghị quyết mới của Algeria đưa ra nhằm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Một động thái Mỹ cam kết sẽ phủ quyết. Algeria đã đưa ra dự thảo nghị quyết đầu tiên cách đây hơn 2 tuần. Ngày 17 tháng 2, Algeria đã yêu cầu Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza vào ngày 20 tháng 2. Để được thông qua, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của Mỹ, Anh, Pháp hay Trung Quốc, cũng như là Nga. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngay lập tức cho rằng văn bản này có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán nhạy cảm nhằm làm trung gian cho việc tạm dừng chiến tranh. Đại sứ Thomas-Greenfield cho biết trong một tuyên bố cùng ngày, Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết này. Nếu văn kiện được đưa ra bỏ phiếu, nó sẽ không được thông qua. Washington đã hai lần phủ quyết hành động của Hội đồng Bảo an kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel và Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhưng quốc gia này cũng đã bỏ phiếu trắng hai lần, cho phép Liên Hợp Quốc thông qua các nghị quyết nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza. Những ngày qua, chính quyền và người dân Australia, đặc biệt là khu vực Sydney, trở nên hỗn loạn khi Amiang đã xâm chiếm nhiều khu vực đông đúc. Amiang đã được phát hiện tại ít nhất 3 công viên ở trung tâm thành phố lớn nhất bang New South Wales của Sydney, Australia. Cụ thể, chính quyền Australia mới đây cho biết Amiang đã được phát hiện ở nhiều nơi tại Sydney, bao gồm cả các khu nhà ở khi giới chức New South Wales tiếp tục cuộc chiến kéo dài nhiều tuần để loại bỏ vật liệu độc hại khỏi lớp phủ được sử dụng ở không gian công cộng. Sự ô nhiễm được phát hiện vào tháng 1 khi Amiang được tìm thấy trong một sân chơi ở Sydney và các cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra nó trong lớp phủ tái chế gần công viên được xây dựng phía trên một nút giao đường ngầm. Kể từ đó, trong cuộc điều tra lớn nhất của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, gọi tắt là EPA, của bang trong nhiều thập kỷ, 32 địa điểm trong thành phố đã trả về kết quả dương tính với amiang ngoại quan. EPA cho biết các địa điểm mới được phát hiện có amiang là một trường công và công viên ở phía bắc thành phố cùng hai khu dân cư đang được xây dựng ở phía tây nam Sydney. Chính quyền thành phố Sydney xác nhận rằng họ đã phát hiện amiang trong lớp sơn phủ tại công viên Harmony ở Surrey Hill, công viên Victoria gần Đại học Sydney và công viên Belmore gần ga trung tâm. Amiang dễ vỡ có nguy cơ cao, dễ bị nghiền thành bột, được phát hiện tại Harmony Park ở Surrey Hill, trong khi amiang liên kết có nguy cơ thấp được tìm thấy tại công viên Victoria gần Đại học Sydney và công viên Belmore cạnh ga trung tâm. Đại học Sydney cũng được xác định là có khả năng bị nhiễm độc và sẽ được kiểm tra vào cuối tuần này. EPA cho biết, kể từ ngày 10 tháng 1, EPA đã lấy gần 300 mẫu, tỷ lệ kết quả dương tính là khoảng 10%. Các nhà chức trách trong tuần đã phong tỏa các khu vực trong một số công viên bị ô nhiễm ở Sydney, buộc phải hủy bỏ sự kiện ngày hội chợ dành cho người đồng tính nam và đồng tính nữ Mardi Gras dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật, thường thu hút hàng chục nghìn người vui chơi sau khi tìm thấy dấu vết của amiang xung quanh địa điểm. Các dự án giao thông, trường tiểu học, nhà kho và bệnh viện cũng được xác nhận bị ô nhiễm. Để đáp lại, chính quyền bang New South Wales đã thành lập một đội đặc nhiệm amiang chuyên dụng để cung cấp thêm nguồn lực và hỗ trợ cho EPA khi cơ quan này điều tra tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng. Amiang trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ 19 như một cách để gia cố xi măng và chống cháy. Nhưng nghiên cứu sau đó phát hiện ra rằng việc hít phải sợi amiang có thể gây viêm phổi và ung thư. Hiện nay nó đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Có thể bạn chưa biết, sự xuất hiện amiang ở Australia những ngày qua không phải là lần đầu tiên. Thực tế, quốc gia này đã phải xóa sổ một vùng rộng lớn vĩnh viễn vì chất độc hại nguy hiểm này. Amiang là một tập hợp các khoáng chất silicat xuất hiện trong tự nhiên, có đặc tính là các tinh thể sợi mỏng và dài. Mỗi sợi có thể bao gồm hàng triệu sợi nhỏ và có thể phát tán ra không khí. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hít phải các sợi amiang có thể dẫn tới các bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư phổi. U trung biểu mô là căn bệnh nguy hiểm liên quan đến amiang gây chết người và không thể chữa khỏi, là một loại ung thư gây đau đớn và xâm lấn vào niêm mạc phổi và bụng. Căn bệnh này sẽ cướp đi sinh mạng của các bệnh nhân chỉ vài tháng sau khi chẩn đoán. Wittenoom từng là một thị trấn thịnh vượng ở sa mạc Tây Australia, giàu lên từ những mỏ amiang được sử dụng để xây dựng hầu hết các tòa nhà ở quốc gia này thời bấy giờ. Tuy nhiên, cư dân và thợ mỏ bắt đầu tử vong vì ung thư và khi tác hại nguy hiểm của amiang được biết đến, thị trấn đã bị bỏ hoang. Có một sự thật là amiang sẽ không vĩ mô như bạn nghĩ, mà nó xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta.
Sợi amiang mềm có các đặc tính cách nhiệt, cách âm, chịu được nhiệt độ cao, chống axit, kiềm, chống ăn mòn và chống mài mòn. Bởi vậy có nhiều ứng dụng trong thương mại, tiện ích công cộng và cơ sở công nghiệp, chẳng hạn như các mặt hàng dệt amiang chống cháy, cũng như các sản phẩm từ xi măng amiang như ống nước và ván cách nhiệt hay các vật liệu cách nhiệt khác nhau được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, thiết bị điện, ô tô và các sản phẩm gia dụng. Nhưng tới năm 1970, người ta phát hiện ra sợi amiang có hại cho con người. Hít phải bụi amiang không chỉ gây sơ phổi, hình thành bụi phổi mà còn gây ung thư phổi phế quản, u trung biểu mô màng phổi, màng bụng và các khối u ác tính khác. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC, một chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã tuyên bố amiang là loại chất gây ung thư hàng đầu. Amiang dạng bụi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Các sợi amiang nhỏ bay vào không khí và hít vào phổi người sẽ dẫn tới ung thư sau thời gian ủ bệnh kéo dài từ 20 đến 40 năm. Tại Nhật Bản, người ta dự đoán rằng sẽ có 100.000 người tử vong vào năm 2040 do ảnh hưởng từ amiang. Theo quan điểm này, hầu hết các quốc gia có xu hướng giảm dần hoặc thậm chí cấm sử dụng amiang. Trước đây, amiang thường được sử dụng làm vật liệu xây dựng trong các tòa nhà. Nếu được đặt trong vị trí có điều kiện tốt thì chất này sẽ không bị phân tách và giải phóng các sợi ra bên ngoài không khí. Tuy nhiên, khi nhân viên thực hiện bảo trì tòa nhà, cải tạo, tháo dỡ thì sẽ làm xáo trộn các vật liệu có chứa amiang. Ví dụ sau sự sụp đổ của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, địa điểm xảy ra thảm họa này ngay lập tức được giám sát về ô nhiễm amiang. Do đó, nhiều quốc gia đã yêu cầu loại bỏ amiang trước khi bộ phận xây dựng thực hiện phá dỡ hoặc cải tạo ở các tòa nhà có sử dụng vật liệu này. Amiang xanh là loại amiang dễ gây tử vong nhất vì các sợi của nó có thể xuyên qua mô phổi và hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể con người. Theo nghiên cứu tại Hoa Kỳ, nó đã khiến 18% thợ mỏ trên thế giới phải tử nạn. Nhưng có một thực tế khác rằng, trên thế giới có rất ít các mỏ amiang xanh, nhưng ở vùng Pilbara, Tây Australia thì lại có rất nhiều. Wittenoom và khu vực xung quanh trước đây chủ yếu là các bãi chăn thả gia súc và phải đến những năm 1930, amiang xanh mới được khai thác tại khu vực này. Năm 1947, một thị trấn phục vụ việc khai thác được xây dựng và tới những năm 1950 thì nơi đây trở thành thị trấn phồn vinh và lớn nhất trong vùng Pilbara của Australia. Vào những năm 1950 và đầu những năm 1960, Wittenoom được xem là nơi cung cấp amiang xanh duy nhất ở Australia. Nhưng sau đó khu mỏ này bị đóng cửa vào năm 1966 và vào tháng 3 năm 2007, thị trấn này bị xóa bỏ vĩnh viễn trên bản đồ của Australia. Ngày nay, Wittenoom đã trở thành một thị trấn ma không có bóng người cũng như gia súc. Một người có tên Lang Lei Hancock, hay còn gọi là Lang, vào đầu những năm 1930 đã phát hiện ra hẻm núi Wittenoom chứa đầy những quặng amiang xanh. Năm 1937, Lang đưa các mẫu amiang xanh mà ông thu thập được trong hẻm núi cho East Greenwater, Easy và Walter Leonan, gọi tắt là Len, những người đang khai thác và chế biến amiang trắng, và cả ba quyết định cùng nhau phát triển nơi này. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, amiang chủ yếu được nhập khẩu từ Nam Phi và Canada. Thời điểm đó, thị trường amiang của Australia trị giá 1 triệu đô la Úc mỗi năm và có tiềm năng xuất khẩu. Người đàn ông tên Lang đã tiến hành các cuộc đàm phán đầy hứa hẹn với người Anh, những người rất muốn sử dụng amiang làm bộ lọc mặt nạ phòng độc. Các đối tác của ông là Easy và Len cũng đã đàm phán với John Manville ở Hoa Kỳ. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, amiang được sử dụng nhiều trong sản xuất xe tăng, máy bay, chiến hạm, mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc. Năm 1943, CSR mua lại mỏ amiang xanh ở Wittenoom. Lang trở thành giám đốc của doanh nghiệp khai thác và xay sát amiang xanh. Năm 1947, thị trấn Wittenoom được xây dựng để phục vụ việc khai thác mỏ amiang gần đó. Đến năm 1951, thị trấn có 150 ngôi nhà, dân số trên 500 người. Đến năm 1956, sản lượng của Wittenoom ước tính là 590.000 tấn quặng, từ đó có thể thu hoạch khoảng 20.000 tấn amiang. Từ năm 1950 đến đầu những năm 1960, Wittenoom là nơi cung cấp amiang duy nhất ở Úc. Ước tính có khoảng 161.000 tấn amiang được khai thác từ năm 1943 đến năm 1966. Vào mùa hè, khí hậu Wittenoom nóng ẩm, bởi vậy việc lưu thông gió được diễn ra không mấy thuận lợi và khói bụi hầm mỏ khiến cho môi trường làm việc vô cùng khó chịu và nhiều công nhân phải bỏ việc vì không thể chịu đựng được môi trường làm việc khắc nghiệt đó. Trong 23 năm hoạt động của mỏ amiang, khoảng 7.000 công nhân đã làm việc tại đây và gần một nửa số đó đã nghỉ việc trong 3 tháng mùa hè. Bởi vậy, CSR gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút công nhân đến làm việc trong hầm mỏ. Và vào năm 1951, CSR đã từng gửi đại diện đến Ý và những nước châu Âu để tuyển dụng công nhân. Nhiều người nhập cư châu Âu không thể tìm được việc làm ở đất nước của họ đã ký hợp đồng 2 năm với CSR để làm việc trong khu mỏ và nhà máy tại Wittenoom.
điều kiện làm việc trong quá trình vận hành của mỏ và nhà máy là vô cùng khắc nghiệt. Vấn đề lớn nhất là bụi amiang tạo thành từ các sợi amiang nhỏ bay lơ lửng trong không khí. Nhân viên phải làm việc trong môi trường có bụi amiang mà không có phương tiện bảo vệ cá nhân hiệu quả. Vào thời Hoàng Kim, Wittenum có dân số hơn 20.000 người và có khoảng 13.000 người trong số đó là gia đình và họ hàng của những người thợ mỏ. Trường hợp nhiễm bệnh vì amiang đầu tiên của Wittenum xảy ra vào năm 1946. Nhưng ban đầu người ta không nghĩ rằng tình trạng này là do amiang. Năm 1948, tiến sĩ Erickson, một nhân viên y tế của chính phủ Australia, đã gửi một lá thư cho giám đốc Sở Y tế Tây Australia cảnh báo về mức độ bụi của các hầm mỏ và nhà máy. Việc thiếu máy hút khí, sự nguy hiểm của amiang và ông cũng cảnh báo rằng amiang tại khu vực Wittenoon rất nguy hiểm. Những người tiếp xúc với amiang sẽ mắc bệnh về hô hấp trong vòng 6 tháng. Năm 1962, tiến sĩ Jim McNulty đã chẩn đoán trường hợp ung thư trung biểu mô đầu tiên của Australia ở một công nhân tại mỏ amiang xanh CSR ở Wittenoon. Từ năm 1977 đến năm 1992, Bộ Y tế Tây Australia và các cơ quan chức năng khác đã tiến hành 8 nghiên cứu liên quan đến giám sát không khí. Những nghiên cứu này đã phơi bày nhiều vấn đề và cuộc tranh luận về nguy cơ sức khỏe của cư dân bắt đầu nóng lên. Một báo cáo sau đó của cơ quan bảo vệ môi trường đã cung cấp thông tin chi tiết về mức độ ô nhiễm. Báo cáo kiểm tra cho thấy hầu hết mọi khu vực của thị trấn đều có một lượng sợi amiang nhất định. Việc khai thác và xay sát amiang xanh tại Wittenoom đã có tác động lớn đến tất cả người dân Australia, đặc biệt là ở Tây Australia, nơi mà tỷ lệ mắc u trung biểu mô ác tính theo đầu người là cao nhất ở quốc gia này hoặc thế giới. Trong suốt những năm trước đó, ngành khai thác amiang được xem là trụ cột kinh tế của xứ sở chuột túi. Nhưng nó đã kéo theo hơn 2.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan đến amiang. Do đó, Australia buộc phải đưa ra quyết định đóng cửa khu mỏ tại Wittenoom. Năm 1978, chính quyền bang áp dụng chính sách loại bỏ dần các hoạt động ở thị trấn Wittenoom. Chính sách này được coi là hành động thích hợp nhất cần được thực hiện để đối phó với tình trạng ô nhiễm amiang xanh trên diện rộng của thị trấn và các khu vực lân cận. Năm 1993, một nghiên cứu cho thấy sau 15 năm cố gắng làm sạch bằng nhiều phương pháp khác nhau thì khu vực này vẫn còn ô nhiễm trên diện rộng. Báo cáo cuối cùng đề xuất việc dọn dẹp bao gồm loại bỏ 100mm đất bề mặt bị ô nhiễm và thay thế bằng sỏi theo hướng dẫn nghiêm ngặt. Chi phí ước tính là 2,43 triệu đô la Mỹ. Báo cáo cho biết thị trấn có thể được phát triển trở lại sau khi việc dọn dẹp hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được báo cáo, Ủy ban Liên sở Wittenoom đã không tổ chức việc dọn dẹp có hệ thống vì họ cho rằng thị trấn này khó có thể hoàn thành công cuộc làm sạch kể trên và những lợi ích cũng như rủi ro liên quan đến việc dọn dẹp không thể ước tính được. Về mặt pháp lý, mọi người được khuyến khích sống trong các thị trấn ô nhiễm amiang xanh đã được làm sạch. Nếu cư dân hoặc du khách mắc các bệnh liên quan đến amiang vào một thời điểm nào đó trong tương lai, họ có khả năng nhắm mục tiêu đến các tổ chức tham gia dự án hoặc chính phủ sẽ hành động theo pháp lý. Vì vậy, ngay cả sau khi dọn dẹp, Wittenoom vẫn là một nơi không còn có thể sinh sống được nữa. Ukraine một lần nữa lại bị áp đảo về vũ khí trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm với Nga. Ước tính hiện tại, Nga đang bắn 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày so với con số 2.000 quả đạn pháo của Ukraine. Tỷ lệ chênh lệch cực lớn này có thể còn tồi tệ hơn nếu không có sự hỗ trợ đạn dược trong tương lai của Mỹ. Trong một bài báo gần đây, tờ Sky News cũng đề cập lời kêu gọi hỗ trợ của một nhóm xạ thủ Ukraine thuộc Lữ đoàn 22 đang hoạt động ở Chasivya và Bakhmut do Nga kiểm soát, đồng thời nêu ra tình trạng dự trữ đạn pháo hạn chế của họ. Đạn pháo cỡ nòng 155mm thời Liên Xô của các lực lượng Ukraine chỉ khai hỏa 3 lần trong một đêm để đảm bảo nguồn tiếp tế sẵn có. Ông Sam Cranny Evans, một chuyên gia thuộc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, điều đó tức là Ukraine không thể áp đảo pháo binh Nga và nếu Ukraine không thể bắn trả, tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng sống sót. Trong khi đó, Nga đã cố gắng dịch chuyển sang kinh tế thời chiến. Phân tích của Estonia cho thấy, các nhà máy của Moscow sẽ sản xuất được khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo năm 2024, tức là hơn 12.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Và Nga đã nâng chi tiêu quốc phòng lên mức cao mới là 6,5% GDP. Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ công nghiệp của phương Tây, nhưng sự chia rẽ chính trị ở Mỹ đồng nghĩa với việc Lầu Năm Góc không còn thêm tiền để chi tiêu từ đầu tháng 1 năm 2024, trong khi những nỗ lực của châu Âu đang giảm dần. Châu Âu đã cam kết sản xuất 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối tháng 3 năm 2024, nhưng không thể đáp ứng được mục tiêu này, mà thay vào đó sẽ chỉ sản xuất được khoảng 480.000 đến 700.000 quả đạn pháo, phía Estonia ước tính. Cựu giám đốc điều hành Nick Whitney của Cơ quan Quốc phòng châu Âu cho biết, tại châu Âu, vấn đề là phải tập hợp các đơn đặt hàng với số lượng đủ lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tư nhân đầu tư mở rộng năng lực của họ.
kết quả là Ukraine phải phụ thuộc vào nguồn sản xuất của chính mình và những gì được hỗ trợ còn lại. Mỹ, quốc gia sản xuất đạn pháo tại các nhà máy thuộc sở hữu của chính phủ, đã tìm cách để nâng cao số lượng sản xuất từ 28.000 quả đạn pháo vào tháng 10 năm ngoái lên mức dự kiến là 37.000 quả vào tháng 4 năm nay và 60.000 quả vào tháng 10, cũng như 100.000 quả vào tháng 10 năm 2025. Dù vậy, ngay cả số lượng đó vẫn chưa thể giúp Ukraine theo kịp Nga trên tiền tuyến. Nhưng nếu không có Mỹ, châu Âu sẽ phải tăng gấp đôi những nỗ lực vốn đã yếu kém của mình vào năm 2024. Dĩ nhiên, xung đột không chỉ dừng lại ở pháo binh và Ukraine đang thúc đẩy các chiến lược thay thế, tập trung vào phát triển ít nhất 1 triệu máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV kích cỡ nhỏ và giá rẻ trong năm 2024. Những UAV có tính cơ động cao này phát huy hiệu quả trong chiến đấu, nhưng tải trọng nhỏ khiến chúng chỉ là những phương tiện thay thế hạn chế cho các hệ thống pháo. Ukraine nhận ra từ đầu tháng 12 rằng nước này cần chuyển sang phòng thủ và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tăng cường các công sự. Theo những gì mà Nga thể hiện thành công trong năm 2023, các bãi mìn sâu phía sau tiền tuyến có khả năng ngăn chặn sự đột phá ngay lập tức. Cuộc tấn công vào thị trấn tiền tuyến Avdiivka ở phía đông Donbass bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái vẫn tiếp tục, với việc lực lượng Nga giành được một số thành quả với cái giá khá đắt. Tình báo phương Tây tuần trước ước tính Nga đã mất khoảng 365 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực trong 4 tháng giao tranh, cao hơn tốc độ bổ sung ước tính của Moscow là khoảng 125 xe tăng mỗi tháng. Tuy nhiên, Ukraine rất cần thêm quân để tăng cường lực lượng tiền tuyến vốn đã kiệt quệ của mình, trong khi Quốc hội nước này đang tranh luận về luật huy động mới gây tranh cãi, sau lời kêu gọi từ Tổng tham mưu trưởng bị sa thải Valery Zaluzhny về việc bổ sung 450.000 đến 500.000 binh lính mới. Hiện chưa rõ cuối cùng sẽ có bao nhiêu binh lính được đưa vào chiến đấu. Trong khi đó, theo ước tính của Estonia, Nga có lẽ sẽ không huy động thêm lực lượng trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2024. Nhưng nguồn lực lớn hơn đang trao cho Moscow lợi thế về số lượng khi có thể huấn luyện 130.000 binh lính trong 6 tháng. Nếu lực lượng này không bị gián đoạn bởi nhu cầu gửi quân chưa được huấn luyện tới chiến trường Ukraine do số lượng thương vong gây ra. Có một số phương tiện mà trên thực tế hiện nay chỉ có Mỹ mới có thể cung cấp số lượng lớn, chẳng hạn như tên lửa Patriot, vốn đóng vai trò quan trọng cho hệ thống phòng không Ukraine, đặc biệt là trước các tên lửa Kinzhal và Iskander của Nga. Ukraine ước tính Nga đã sản xuất và phóng khoảng 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng và nguyên tắc chung là cần có 2 tên lửa để đánh chặn chúng. Một hợp đồng của NATO thay mặt cho Đức, Hà Lan, Rumani và Tây Ban Nha vào đầu tháng 1 năm 2024 sẽ cho phép sản xuất khoảng 1.000 tên lửa Patriot ở Đức vào một thời điểm nào đó, với một số tên lửa cuối cùng có thể sẽ đến tay Ukraine, mặc dù Kiev sẽ hài lòng hơn nếu thỏa thuận này đạt được một năm trước đó. Giới quan sát dự đoán, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài đến năm 2025, nhất là khi Điện Kremlin đang chờ xem liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đắc cử hay không. Để giành được ưu thế, Ukraine rất có thể phải chống chịu qua năm 2024, tập hợp càng nhiều lực lượng càng tốt và hy vọng các chính trị gia châu Âu tập trung vào việc tái vũ trang cơ bản. Nhà phân tích Granny Evans cho rằng, tôi nghĩ xung đột sẽ kéo dài thêm ít nhất một năm nữa và tình hình sẽ không đến mức thảm khốc nếu các đồng minh châu Âu lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại. Nền kinh tế châu Âu vẫn lớn hơn nhiều so với Nga. Trong khi Ukraine đang phải chật vật đối phó với sự thiếu thốn về lực lượng cũng như nguồn cung đạn dược từ phương Tây bắt đầu khan hiếm, thì về phía Nga, mặc dù cũng phải đối mặt với tổn thất nhất định về xe bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Song theo đánh giá của các chuyên gia, Nga hầu như có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm kết thúc giao tranh ở Ukraine. Nga có thể duy trì cuộc xung đột ở Ukraine trong từ 2 đến 3 năm nữa, nhưng sẽ phải hy sinh chất lượng cho số lượng, bởi nước này cần phải thay thế các vũ khí bị phá hủy hoặc hư hại bằng các hệ thống vũ khí cũ hơn trong kho dự trữ. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS ước tính, Nga đã tổn thất nhiều xe tăng trên chiến trường Ukraine hơn so với thời điểm nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây 2 năm, nhưng những tổn thất này không thể khiến xung đột sớm kết thúc. Viện này cho hay, bất chấp việc tổn thất trung bình hàng trăm phương tiện bọc thép và các hệ thống pháo mỗi tháng, Nga có thể duy trì số lượng ổn định bằng cách kích hoạt lại các hệ thống cũ, thúc đẩy khả năng công nghiệp và mua thêm từ nước ngoài. Cơ quan này cũng ước tính, Nga có thể duy trì cuộc tấn công vào Ukraine thêm từ 2 đến 3 năm nữa, hoặc thậm chí còn lâu hơn. Báo cáo trên được đưa ra giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra gần 2 năm, với việc các lực lượng của Moscow tiến hành hàng loạt cuộc tấn công dọc tiền tuyến gần 1.000 km trong nỗ lực phá vỡ điều mà cựu Tổng tư lệnh Ukraine miêu tả vào năm ngoái là tình hình bế tắc.
Trong khi đó, Ukraine đang dịch chuyển sang thế phòng thủ sau khi cuộc phản công mùa hè được kỳ vọng cao đã không đạt được kết quả mong muốn, và nước này phải chật vật đối phó với sự thiếu thốn về lực lượng cũng như nguồn cung đạn dược từ phương Tây bắt đầu khan hiếm. Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 2 vừa qua đã thông qua gói hỗ trợ nước ngoài trị giá 95,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine. Song gói hỗ trợ này dự kiến sẽ gặp khó khăn ở Hạ viện khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông không có kế hoạch thảo luận về dự luật này. Trong một báo cáo thường niên, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho biết chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã tăng 9%, lên mức 2.200 tỷ đô la trong năm 2023 khi thế giới thích nghi với một kỷ nguyên bất ổn. Tổ chức nghiên cứu này cho rằng chiến dịch quân sự của Nga đã khiến các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường sức mạnh của NATO, nhưng cũng cho biết phần lớn ngân sách bổ sung được sử dụng để khắc phục những hạn chế từ những năm không được đầu tư. Cũng theo viện này, EU đã bỏ lỡ mục tiêu cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo cỡ nòng 155mm vào tháng 3 năm 2024. Bastian Gizeric, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định, các chính phủ phương Tây một lần nữa thấy mình đang ở tình thế mà họ phải quyết định liệu có cung cấp cho Kiev đủ vũ khí để giáng đòn quyết định hay chỉ trang bị vũ khí để Ukraine không thua. Báo cáo trên đã theo dõi các đội xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân nhân, phương tiện chiến đấu bộ binh cũng như các phương tiện khác của Nga và Ukraine. Số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine vẫn gần mức trước chiến tranh, trong khi số lượng xe bọc thép chở quân nhân và xe chiến đấu bộ binh tăng lên nhờ sự hỗ trợ của phương Tây. Bất chấp điều này, tổ chức trên cảnh báo việc Ukraine triển khai các phương tiện trên vẫn vượt quá nguồn cung trang thiết bị, tức là một số đơn vị sẽ không có đủ phương tiện để phát huy tối đa sức mạnh. Trong khi đó, Nga thiệt hại hơn 3.000 xe bọc thép trong năm qua, nhưng tổn thất này đã được bù đắp bằng cách kích hoạt lại khoảng 1.200 xe tăng chiến đấu chủ lực, gần 2.500 xe bọc thép chở quân nhân và phương tiện chiến đấu bộ binh từ kho dự trữ. Điều này đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng lấy số lượng thì Nga cũng có khả năng sản xuất các phương tiện mới. Các tác giả của báo cáo kết luận, Nga có thể duy trì tỷ lệ tiêu hao hiện tại trong 3 năm tới hoặc có thể lâu hơn. Báo cáo trên cũng nêu chi tiết việc nền kinh tế Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, đã cho thấy sự thích nghi và việc Moscow tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Ông Gigerich nhấn mạnh, Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng chính thức cho năm 2024 hơn 60% so với năm ngoái. Tổng chi tiêu quốc phòng hiện nay chiếm 1/3 ngân sách quốc gia và chiếm khoảng 7,5% GDP, cho thấy Moscow đang đặt trọng tâm vào cuộc xung đột này. Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh công bố báo cáo về năng lực cũng như các mục tiêu quân sự dịch chuyển của Nga. Theo đó, Moscow sẽ tìm cách đạt được mục tiêu trong 3 giai đoạn. Đầu tiên, Nga sẽ tiếp tục gây sức ép dọc tiền tuyến Ukraine, làm hao hụt đạn dược và nhân lực của đối phương. Báo cáo trên cũng đồng thời cho biết, song song với nỗ lực này, lực lượng đặc biệt của Nga được giao nhiệm vụ phá vỡ quyết tâm của các đối tác quốc tế của Ukraine trong việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự. Sau đó, khi kho đạn dược của Ukraine cạn kiệt, Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công mới để tạo ra những lợi thế đáng kể trên chiến trường. Nga đang lên kế hoạch giành chiến thắng vào năm 2026. Dù vậy, các tác giả của báo cáo cũng nhấn mạnh, kết quả này có thể thay đổi nếu các đối tác của Ukraine tiếp tục cung cấp đủ đạn dược và hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng vũ trang của Kiev để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.